Hello, xin chào các bạn. Tiếp tục với giải đấu Beer International Chess Festival đang diễn ra tại Thụy Sĩ. Hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp thể loại cờ nhanh, ván cờ vòng đấu cuối cùng giữa kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm và kỳ thủ trẻ của Nga, đại kiện tướng 20 tuổi Andrei Esipenko. Trước vòng đấu này thì Esipenko đang dẫn đầu với 5 ván thắng được 10 điểm, còn Quang Liêm mới chỉ có 9 điểm sau 3 ván thắng và 3 ván hòa Do đó ở ván này lợi thế rất lớn đang nghiêng về FC Penco khi anh chỉ cần hòa là đủ. Còn Quang Liêm buộc phải thắng. Ván cờ diễn ra như nào? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này Quang Liêm được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt D4. FC Penco đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo trắng đi mã F3. Đen đi tốt E6. Trắng đi tốt C4. Đen đi tốt D5. Gạ đổi tốt. Hình thành khai cuộc Gambit hậu không chấp nhận Trắng không ăn tốt đen mà phát triển mã C3 Đen cũng không ăn tốt trắng mà để tốt C5 Giờ thì tốt trắng mới ăn tốt đen Mã đen ăn lại tốt trắng Trắng để tốt E3 mở đường cho tượng phát triển Tốt đen ăn tốt trắng Tốt trắng ăn lại tốt đen Mã đen ăn mã trắng Tốt trắng ăn lại mã đen Đen hiệu C7 tấn công tốt trắng Trắng đi tượng D2 bảo vệ tốt Đen phát triển mã D7 Trắng phát triển tượng D3, chuẩn bị nhập thành. Đen cũng đi tượng D6, chuẩn bị nhập thành. Trắng nhập thành. Đen chưa vội nhập thành mà để tốt B6 mở đường cho tượng lên B7 chiếm lĩnh đường chéo lớn. Trắng đầy tốt A4. Đen theo kế hoạch đi tượng B7. Trắng đầy tiếp tốt A5 và thí tốt. Nếu tốt đen ăn tốt trắng thì trắng sẽ đẩy tốt C4 mở đường cho xe và tượng tấn công tốt A5 và sẽ bắt lại được tốt của đen. Do đó không ăn tốt trắng Đen nhập thành Cứ an toàn vua cái đã Trắng đẩy tốt H3 Đen đi tượng F4 gạ đổi Ván này chỉ cần hòa nên đen cứ đổi quân Là khả năng hòa cờ sẽ rất là cao Tượng trắng ăn tượng đen Hậu đen ăn lại tượng trắng Kết hợp cùng với tượng tấn công mã trắng Trắng đi hậu D2 gạ đổi hậu Đen không đổi hậu mà lùi về C7 Kiểm soát cột nửa MC Gây sức ép lên tốt C3 Trắng liền đi hậu E3 và thí tốt. Nếu đen ham hố ăn tốt trắng thì trắng sẽ thí tượng ăn tốt đen chiếu bắt hậu. Do đó đen không ăn tốt trắng mà bình xe C8 chồng quân với hậu tấn công tốt C3. Tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn tốt trắng. Trắng bình xe C1 bảo vệ tốt. Đen bình xe E8 kiểm soát cột nửa mở E. Trắng đi tượng B5 ghim mã đen. Đen đi tượng C6 gạ đổi tượng trắng ăn tượng đen hậu đen ăn lại tượng trắng trắng để tốt c4 đen để tốt h6 trắng bình xe b1 đen bình xe a8 chuẩn bị xuống a4 tấn công tô trắng trắng liền đi xe b4 chặn lại đen bình xe c8 chồng quân với hậu trắng bình xe c1 trắng bình xe b1 chồng hai xe trên cột nửa mở b đen đi xe a4 gạ đổi quân tiếp trắng không đổi xe với đen mà để tốt D5 tấn công hậu đen. Tiếp theo thì đen nên lấy tốt ăn tốt trắng, tốt trắng ăn lại tốt đen thì đen chạy hậu C2 ván cờ cân bằng. Nhưng ở ván cờ thực tế, đen lại lựa chọn một phương án mạo hiểm hơn, đó là đổi hậu lấy hai xe của trắng. Đưa ván cờ về thể loại hậu đấu song xe. Xét về điểm số tương quan thì hai xe là 10 điểm, một hậu là 9 điểm. Như vậy rõ ràng đổi một hậu lấy hai xe sẽ có lợi hơn, phải không? Nhưng mà trong trường hợp này, hậu thắng hay là song xe thắng, chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé. Trắng chạy vua H2, đen chạy mã C5. Trắng đi hậu A3, kiểm soát cột MA. Nếu xe đen ăn tốt trắng thì hậu trắng A8 chiếu bắt xe. Do đó đen chạy trước vua lên H7 cái đã. Trắng đi hậu A7 tấn công tốt đen. Giờ thì xe đen mới ăn tốt trắng. Trắng chưa vội ăn tốt đen mà nhảy mã E5 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công xe đen. Đen chạy xe C8. Giờ hậu trắng mới ăn tốt đen. Đen bình xe D1. Hậu trắng G6 chiếu. Đen chạy vua G8. Trắng lùi mã về G4 định ăn tốt H6. Đen chạy vua H8. Trắng lại nhảy mã lên E5. Vua đen lại G8. Trắng nhảy mã F7. Đen chạy vua F8. Trắng đẩy tốt F4 Đen đi xe D2 Ghim tốt trắng G2 Trắng đẩy tiếp tốt F5 Gã đổi Tốt đen là tốt trắng Trắng không lấy hậu ăn lại tốt đen Mà thí mã ăn tốt đen H6 Dọa phi hậu vào F7 chiếu Một nước đi phải nói là khá cao tay của trắng Nếu tốt đen ăn mã trắng Thì hậu trắng ăn tốt đen chiếu bắt xe Do đó đen lùi xe về D7 bọc lót Giờ thì hậu trắng mới ăn tốt đen Chiếu Đen chạy vua E7 Hậu trắng E5 chiếu Đen chạy vua D8 Trắng nhảy mã F5 kết hợp với hậu tấn công tốt đen Đen để tốt G6 tấn công lại mã trắng Hậu trắng F6 chiếu Vua đen chạy C7 Hậu trắng ăn tốt đen Đen bình xe A8 Hậu trắng G3 chiếu Đen chạy vua B7 Mã trắng D6 chiếu Đen chạy vua B8 Mã trắng e4 chiếu. Đen bình xe c7 cản chiếu. Trắng nhảy mã về c3, sau đó sẽ nhảy tiếp b5 kết hợp cùng hậu tấn công xe đen. Đen chạy trước vua b7 tháo ghim cho xe. Hậu trắng f3 chiếu, đen chạy vua b8. Trắng nhảy mã d5 tấn công xe đen. Đen chạy xe b7. Trắng thí mã ăn tốt đen. Xe đen ăn mã trắng. Hậu trắng f8 chiếu, vua đen chạy b7 hậu trắng ăn lại mã đen. Như vậy với sự cơ động của hậu thì trắng dần dần tỉa hết tốt của đen, đưa ván cờ về thể loại hậu đấu song xe, nhưng mà bên trắng đang còn hẳn ba tốt, lợi thế cực lớn đang nghiêng về trắng. Và sau đây, mời các bạn theo dõi tiếp các pha xử lý cờ tàn của cả hai kỳ thủ Sau nước đi này, trắng chỉ cần dịch vua sang G7 là đen sẽ không thể nào ngăn cản được tốt trắng phong cấp. Do đó, biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Đen đành chịu thua. Như vậy, mặc dù chỉ cần hòa là giành ngôi vô địch, nhưng mà đại kiện tướng Escipenco đã không thể cầm hòa được Lê Quang Liêm. Sau pha đổi hậu lấy xong xe thì Escipenco dần dần rơi vào thế hạ phong và đành phải chịu thua. Chiến thắng này giúp Quang Liêm vươn lên dẫn đầu với tổng cộng 4 ván thắng, 3 ván hòa và không thua ván nào, giành được 11 điểm đạt chức vô địch. FC Benco ngậm ngùi về nhì với 10 điểm. Hy vọng chiến thắng này sẽ là bước đệm giúp Liêm đạt được chức vô địch ở nội dung cơ tiêu chuẩn, sớm đạt được mục tiêu lọt vào top 20 thế giới. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.